các bạn. Chúng ta cùng đến với phần phỏng vấn trường học sinh của MAP sau khi các bạn nhận được visa từ lãnh sự quán Hàn Quốc tại Hồ Chí Minh nhé. Hôm nay chúng ta cùng chào đón bạn Nguyễn Thị Kiều My, tân sinh viên của Đại học Myeongji. Mình tên là Kiều My và mình đến từ trường tỉnh Cảm xúc của em sau khi nhận được visa như thế nào My? Dạ, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi có được cầm trên tay được tấm visa sau những tháng ngày học tập tuyệt vời. Em dự định học tập như thế nào tại Đại học Myeongji? Dạ, em dự định sẽ học một năm hệ tiếng tại trường và sau đó sẽ lên chuyên ngành truyền thông tại trường. Trong quá trình học tập và hoàn thành hồ sơ tại MAP, em có ấn tượng gì đặc biệt không? Dạ, em cảm ơn cô giáo dạy của mình là cô công viên và các anh chị trong tổ hồ sơ đã giúp em hoàn thiện hồ sơ thật là kỹ càng. Má xin chúc em học tập thật tốt tại Đại học Myeongji và phát triển bản thân không ngừng trong tương lai nhé. Hẹn gặp lại các bạn tại Má.